Xin giới thiệu các bạn, trước mình và các bạn là các cầu phong nổi tiếng đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu kèo 4-4 đánh đôi công phát trắng giữa Quốc Minh Sóc Trăng với Kha Cao Lãnh Đồng Tháp. Miền Tây không hả? Miền Tây. Miền Tây không à? Bên Quốc Minh thì gồm có Quốc Minh, bàn cho Quốc Minh là gồm có Lâm Hưng, Đức Từ Thiện và cầu truyền là Nhân Nhỏ Đầu Giang. Thì bên Kha Cao Lãnh Đồng Tháp thì gồm có Kha Hải Mén, Bảo và Kha Minh. Trận đấu này thì có cán bộ hai bên là đứng phát chấm cắn thì cũng biết. Em của Kha thì Kha Hải Mén, Trâm Minh, Bảo. Em của Quốc Minh thì Long Hưng, Đức Từ Thiện, Nhân Nhỏ. Không, không biết đâu. Tại họ cũng như đó là những cái gì. Diễn ra một trận chiến sôi động, hấp dẫn, kịch tính, kèo 4-4. Những đôi công giữa Kha Cao Lãnh Đồng Tháp và Quốc Minh Sóc Trăng. Sân bóng chuyền này của sân của tiết cuộc xã Phú Lợi, thành phố Bình Thuận, Đồng Tháp. Đứng công. Bên Kha gồm có Kha Hải Mén, Bảo và Tha Minh. Bên Quốc Minh gồm có Quốc Minh, Lâm Hưng, Đức Từ Thiện và Nhân Đầu Vàng. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu sắp diễn ra kèo 4-4 đánh đôi công giữa
quốc Minh, Sóc Trăng và Kha và lãnh đạo khác. Bên Kha gồm có Kha, Hải Mén, Đại Bước và Kha Minh. Bên quốc Minh gồm có quốc Minh, Lâm Hưng, Đức Từ Thiện và Nhân Nhỏ. Đối chuyện này là đối chuyện của tướng Chuột, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Sẽ đâu bắt đầu điểm không không là đánh tốt của quốc Minh điểm 1-0. Theo tôi quan sát thì thấy quốc Minh và Kha không có phát bóng mà như là mượn cầu phát bóng và đứng phát. Bên kia Nhân Đầu Vàng đang cầm bóng phát bóng và phát bóng hồi nãy, bên đây Kha Minh phát điểm 1-0. Đập bóng ngoài, điểm quốc Minh 2-0. Điểm cho thêm quốc Minh. Đúng rồi, không bán đâu. Hai không. Của Kha, điểm cho Kha 1-0. Nói điểm nãy là điểm 1-2, điểm này cho không là điểm 3-1 của quốc Minh. Đập bóng ngoài, điểm cho mỗi một Kha. Sau đó tiếp tục điểm cho quốc Minh 4-1. Điểm 4-1. 4-1 rồi mà. Bóng tốt. Điểm cho Kha 2-4. Điểm 2-3. Bóng trong sân tốt, điểm. Rồi điểm hồi nãy chúng ta điểm lộn lên, tôi điểm trong đầu sửa tôi. Bây giờ không quá điểm theo, biết tôi điểm trước là điểm 24 mà. Điểm số đúng hiện nay đó là quốc Minh 5-2. Rồi pha bóng đó là Nhân Đầu Vàng phát bóng bước vào hai chân, pha bóng thua. Pha bóng trước thì trọng tài nhắc hai chân điểm cho Kha 3-5. Điểm 3-5. Mình quá tốt.
6 à. Tiền cho mình 6 à. Kêu đồ đủ đâu. Con 2 đi, con 2 đi. Điểm 6-3. Phải trắng cửa ra, tổng cho ra 4-6. Điểm 4-6. Pha chống bóng tốt của Kha, điểm cho Kha 5-6. Khán giả nhà các bạn, khán giả nhà Thanh Bình Đồng Tháp ủng hộ cho cầu công Kha của Đồng Tháp. Quá cao tài của Quốc Bình, 7-5. Điểm Quốc Bình 7-5. Mình muốn lên YouTube không? Mình quay góc cái này. Chịu thấy không? Trời, ghi là hình kỷ niệm của tuổi thanh xuân mộng chịu. Quốc Bình trắng bóng tốt. Điểm cho Quốc Bình 8-5. Hai bên đổi sân. Vừa sát vừa đều quá là sửa máy là sửa. Và thông minh của Kha, điểm cho Kha 6-8. Bóng thành công của Kha. Đúng là phải đội bơm quá mạnh, quá nguy hiểm. Điểm của mình 9-6. Điểm 9-6. Quốc Bình đập bóng tốt, điểm 16. Tiếp theo là một pha thủ thành công nữa Đức Quỳnh Thiện. Và để bóng bị chéo tay của Quốc Bình bóng trong sân. Pha thủ bóng thành công của Đức Quỳnh Thiện. Điểm 11-6 cho Quốc Bình. Và bóng nguy lực của Khanh nâng điểm số 7-11. Tiếp tục là pha đập bóng quá tốt của Quốc Minh, điểm 12-7. Cả 6 người vô thủ hay sao chứ 4 con thủ nhỏ nè. Bóng quy lực của Kha nâng điểm số 8-12 phải không? 8-12. Bóng tốt của pha chân thấp thành công của Kha là 9-12. Wow.
bụng ngoài. Không à? Hả? Bụng ngoài. Điểm Quốc Bình 13-9. Và là bóng đá đưa trắng ra ngoài của ca điểm cho ca 10-13. Tiếp tục là một pha phát bóng ngoài của Kha Minh, điểm cho Quốc Minh 14-13. Là 14-10. Lần điểm số là 3 điểm. 14-10 các bạn. Con lưới. Vui được ra chạm lưới. Điểm 15. Người cho bạn cứ không ăn của mình nữa. Cứ được banh đâu bằng ở đây đâu. Điểm cho Kha 11-15. Điểm cho Kha 11-15. Điểm 16 đúng. Tốt quá. Bóng ngoài. Điểm cho Kha 12-15. Bốn cầu thủ bên kia là đứng im hết trơn rồi. Bóng ra ngoài. Đổi máy ăn cậu ơi. Và cái phút quá hoàn hảo của Quốc Bình. Quốc Bình và xét ra thôi không giữa Quốc Bình và ra cho Quốc Bình cho Quốc Bình. Mẹ mà Quốc Bình mấy trời. Mấy ba em quá trời. Chơi nào nữa. Tiếng trượt. Mới coi lại qua thầy đăng cái trận này nè thầy. Ở trên Vĩnh Thanh thầy. Trận trước là chấp xã. Chấp xã. Mình chấp xã luôn. Anh không mấy bển luôn gì đó, anh xã luôn. Chơi xã luôn cũng